Văn Sáu xin kính chào tất cả quý anh chị và các bác. Và hiện tại thì thời tiết ở miền Bắc rất là nắng nóng. Nhiệt độ ở ngoài trời có thể lên đến 39-40 độ C và như quý vị đang thấy thì trung tâm đồ gỗ Văn Sáu vẫn đang thực hiện các công việc như hàng ngày, đó chính là lắp đặt các sản phẩm về đồ gỗ để gửi đến cho khách hàng. Trong video ngày hôm nay thì đồ gỗ Văn Sáu muốn chia sẻ và truyền tải cho quý vị các sản phẩm có để mang đi vận chuyển đến cho khách đã đặt mua của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu, đó là một bộ bàn thờ thần tài cùng với một bộ bàn ghế, đó là một bộ bàn ghế ăn. Và xã hội ngày càng phát triển, không chỉ những đòi hỏi cuộc sống nhu cầu của con người về các bộ bàn ghế ở phòng khách đẹp và sang trọng, thì ngoài ra ở phòng bếp, phòng ăn thì cũng đòi hỏi những cái bộ bàn ghế không những đảm bảo chất lượng là chắc chắn mà còn phải bền đẹp để làm cho không gian phòng ăn thêm sang trọng và đẹp đẽ hơn. Bộ bàn ăn này thì được một vị khách hàng có địa chỉ ở gần khu vực Thái Nguyên đã đến tận trung tâm đồ gỗ Văn Sáu để lựa chọn và tìm mua. Một bộ bàn ăn như quý vị đang thấy ở trên màn hình thì có một màu rất là sáng, và hiện tại thì người thợ đang thực hiện việc bắt vít để hoàn thiện về phần mặt ghế ngồi. Bộ này gồm có 6 chiếc ghế và một chiếc bàn to kèm theo một mặt kính. Một sản phẩm nữa cũng được mang đến cho khách hàng ở gần khu vực Thái Nguyên, đó chính là bộ bàn thờ thần tài được làm trên chất liệu là gỗ hương. Với một cái bàn thờ thần tài quý vị đang thấy thì được tạo hình rất độc đáo, với một cái màu gỗ hương dịu mát. Bàn thờ thần tài là một trong những vật phẩm được sử dụng rất nhiều đối với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, và cũng là một cái vật phẩm mà không thể thiếu đối với những người làm kinh doanh. Sau khi đã thực hiện việc gắn và lắp xong phần ghế thì thực hiện tiếp phần lắp và cố định phần mặt bàn để mang đến giao đến cho khách hàng. Đối với việc lắp đặt đòi hỏi phải lắp đặt rất là tỉ mỉ và công phu để đảm bảo có một cái chất lượng tốt nhất. Sau một thời gian di chuyển thì chúng tôi đã đến với nhà của vị khách hàng, và cũng tình cờ có được nhìn thấy và chiêm ngưỡng một đôi lục bình có kích thước rất cao, cao 1m85 và được làm trên chất liệu gỗ hương. Điều đặc biệt trong đôi lục bình này là đôi lục bình này được sử dụng rất nhiều năm rồi và hiện tại nó đang bị nứt. Đôi lục bình này thì vẫn đang trong quá trình là để mộc như bình thường, và như quý vị thấy thì những cái vết nứt nó đã nổi lên rất rõ ràng và nó làm mất đi tính thẩm mỹ cũng như là cái vẻ đẹp của đôi lục bình. Khi thời tiết ngày càng nóng nực thì các cái vết nứt của nó sẽ càng nứt ra nhiều hơn.
riêng về phần vân của chất liệu gỗ hương thì qua thời gian thì như quý vị đang thấy thì nó vẫn là những thố vân gỗ cũng rất là đẹp, chỉ có một chút lỗ nhỏ nhỏ là bị nứt. Và để mua được một đôi lục bình đảm bảo chất lượng uy tín thì quý khách hàng phải lựa chọn cho mình một cơ sở uy tín. Vị khách hàng này có chia sẻ và với trung tâm đồ gỗ Văn Sáu là sẽ thực hiện việc xử lý lại các vết nứt ở trên chiếc lục bình này, ở trên một đôi lục bình này. Từ những cái phần thân đến phần đế đều đã bị nứt hết. Và để có được một đôi lục bình đẹp đẽ và sáng bóng như mới thì như những cái vết nứt này thì sẽ được người thợ gia công và xử lý lại về các vết nứt để làm cho nó không bị lộ các vết nứt ra và đảm bảo sẽ có một đôi lục bình sáng bóng như mới. Và quý vị nào hiện đang sử dụng các đôi lục bình lâu năm đã bị nứt nẻ và muốn xử lý lại thì hãy liên hệ tới đồ gỗ Văn Sáu qua số điện thoại 0968152070 và 0972282070 để được tư vấn và làm mới lại các đôi lục bình. Và xin kính chào tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.